Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và trong clip ngày hôm nay mình sẽ review nhẹ về bản cập nhật tuần sắp tới. Và có một thứ rất là hay ho các bạn, một cái thứ rất là nổi trội trong bản cập nhật ngày 14 tháng 4 luôn. Đầu tiên hết đó là cái password để mở rương trong hộp thư. Thì các bạn vào game sẽ có một hộp hộp quà gửi vào thư. Hộp quà đòi password thì password sẽ là Big Nick Yuffin các bạn, Big Nick và Yuffinia. Rồi các bạn sẽ nhận được 3 lá và 300 ngàn vàng. Vào đến tiết mục chính là bản cập nhật đầu tiên, các bạn sẽ được cập nhật lại những cái hero được buff thì nó không có gì thay đổi nhiều so với lại cái bản review trước đó, cho nên mình sẽ skip qua phần này ha. Đi kèm với buff hero là những cái exclusive equipment cũng sẽ được thay đổi luôn. Thì những bạn nào mà có những cái món đồ exclusive equipment á mà có những cái hiệu ứng bị thay đổi thì các bạn có thể chuyển free qua bằng cách là các bạn vào ngay cái món equipment của các bạn, xong rồi nó sẽ có cái nút change effect ở đây và các bạn đổi qua hiệu ứng chiều mà các bạn muốn đổi thôi. Thì đây là thay đổi một chiều các bạn đổi xong rồi các bạn không được đổi ngược lại, cho nên hãy cân nhắc. Tất nhiên là chỉ những bạn nào mà đã dùng những món equipment bị thay đổi thì mới được xài cái chức năng này thôi. Rồi và đây là cái tiết mục hay ho các bạn. Moonlight Summon System Revamp, có nghĩa là Summon Moonlight bây giờ các bạn sẽ được nâng cấp lên, cứ summon 20 lần là các bạn sẽ được tặng một lần free. Và trong một lần free đó các bạn sẽ chỉ summon ra được 4 hoặc 5 sao thôi, là free một cái thẻ summon 4 5 sao cho các bạn luôn. Nó có một cái điều hay là hồi trước thì được quảng cáo là summon mỗi 30 lần các bạn mới được tặng một cái thẻ đó. Tuy nhiên bây giờ thì nó đổi lại chỉ cần 20 lần thôi các bạn, cho nên rất là đáng để trông đợi. Cái lần summon 4 5 sao đó đó nó sẽ free, có nghĩa là các bạn không tốn Galaxy ở cái bookmark Galaxy. Và có một cái điều hay là chức năng này nó retroactive được các bạn. Có nghĩa là các bạn chơi game từ hồi mới ra mắt tới giờ các bạn summon được bao nhiêu lần Moonlight thì bây giờ các bạn sẽ được bù lại bấy nhiêu lần, không bị xù kèo. Thì những cái tấm thẻ mà summon 4 5 sao mà retroactive đó đó các bạn sẽ nhận được qua hộp thư, và thời hạn nhận là vĩnh viễn các bạn, vĩnh viễn luôn. Và khi các bạn nhận xong nó sẽ ở trong cái hòm mà cái hòm hòm đồ của bạn ở inventory nè, xong rồi các bạn vô consumable là nó nằm ở trong đây. Và đi kèm với cái Moonlight Summon Revamp đó thì các bạn sẽ có một cái event check in 7 ngày nhận được những món quà như sau, và đặc biệt là ngày thứ bảy các bạn sẽ nhận được một cái thẻ summon 4 5 sao, nghĩa là nhà phát hành tặng free thêm một cơ hội để có thêm một hero 5 sao nữa. Cũng xin chúc các bạn có nhiều may mắn để mà khi mà dùng tấm thẻ này các bạn sẽ summon ra được những hero 5 sao Moonlight và meta trong game luôn. Kế tiếp là cốt truyện chính của game sẽ mở đến chapter 5S Safe Haven Origin. Thì đọc cái đoạn giới thiệu thì có lẽ đây là một cốt truyện mà nó phụ trợ thôi các bạn, nghĩa là nó không liên kết mấy tới cái mạch truyện chính. Cái mạch truyện chính hiện tại là Ras mui đồ các kiểu, là nó ở trong cung điện của Bayram, hình như chạy trốn được rồi hay sao, được Tembitsurin rồi giúp chạy trốn. Còn tụi Adin với Hoa Dông thì gặp được Aria rồi, Adin đã lấy được cái kiếm mùa xuân rồi đó, nhưng mà bị giật mất tiêu rồi, bị thằng anh của nó giật tay dâu gì đó. Thì cái mạch truyện nó đang ở tới đó. Với cái chapter 5S này nó không có đi tiếp cái mạch đó mà dường như là hồi tưởng quá khứ các bạn, kiểu như là filler, mấy tập filler trong anime á, mấy tập hồi tưởng lại á. Thì cái chapter này nó là như vậy. Thì các bạn có thể hoàn thành và đồng thời là làm nhiệm vụ để bạn có thể nâng cấp Adin lên thêm nữa. Rồi về banner thì tuần này sẽ là Senya, có nghĩa là từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 4 Senya sẽ xuất hiện chung với lại tuần cuối cùng của Aria. Rồi tuần tiếp theo đó thì sẽ là banner của Charlotte và Yuffin. Thì nếu như các bạn nào mà muốn summon thì các bạn có thể summon những hero này, tuy nhiên là nên tiết kiệm các bạn, bởi vì sau khi mà Charlotte với lại Yuffin ra mắt á thì các bạn sẽ được một cái banner gộp, summon gộp, và các bạn được chọn hero luôn. Thì các bạn có cơ hội summon được Luna, Ceres, Diane, cái kiểu vân vân, thì đến lúc đó các bạn sẽ có nhiều cơ hội summon những hero limited hơn. Thì nói tóm lại là nên tiết kiệm bookmark cho đến khi đó. Một tin buồn cho những bạn nào mà dùng cái con này trong RTA. Thì nếu như các bạn không biết, cái con này trong RTA speed gốc của nó tới 117 lận, và búp trong World Arena
nó cộng thêm 15 speed cuối cùng. Tức là ví dụ các bạn build con này lên khoảng 300 speed thì các bạn vô RTA các bạn sẽ được là 315 speed, là cực kỳ nhanh luôn, cho nên nhiều người sẽ dùng cái tính năng đó. Tuy nhiên thì thực ra là hero này nó bị lỗi chỉ số các bạn, tức là nó đang mang chỉ số của Aries thay vì là Sagittarius, mà con này là Sagittarius cho nên là speed sẽ bị giảm xuống fix cho nên là kế hoạch build nhanh nó hơi phá sản. Những bạn nào mà thấy không thể đi nhanh được bài hero này nữa thì các bạn sẽ có cơ hội recall. Recall lại nghĩa là những nguyên liệu các bạn đã dồn vào con này các bạn sẽ được lấy lại rồi, và các bạn có thể cân nhắc build những đứa khác, hoặc là nếu mà đồ của bạn quá xịn thì các bạn có thể vẫn xài tiếp cũng được. Rồi thì đó là về vấn đề của cái con Frost Shot này đây. Đây là cập nhật hình ảnh hiển thị các bạn, thì bây giờ tùy theo chương cốt truyện các bạn chơi tới đâu thì nó sẽ hiển thị tương ứng với cái cốt truyện tới đó. Rồi bây giờ default của game có nghĩa là mặc định của game sẽ là một cái high quality bắt là hình ảnh HD, full HD các kiểu. Nếu như các bạn muốn đổi lại thành low quality thì các bạn có thể cần phải vào setting để đổi ngược lại. Vài cập nhật của hero và artifact thì có cái cập nhật AI của con Doris á. Doris bây giờ khi mà team full máu thì sẽ không xài chiêu 3 nữa mà ưu tiên xài chiêu 2 nhiều hơn. Rồi có cái đó là quan trọng thôi, mấy cái khác thì chỉnh lỗi linh tinh thôi các bạn. Rồi ở đây là cũng toàn linh tinh gì đâu. Nói chung là linh tinh là nhiều. Và cuối cùng là nhé, hè một cái Advanced Side Story. Kỳ này sẽ là con boss hệ Earth. Thì Advanced Side Story là cái chỗ mà các bạn có thể farm cái cục đá đổi substat rất là hiệu quả luôn. Cho nên là khuyến khích các bạn farm cái Side Story này. Nó có một cái nhược điểm là chưa biết set đồ nào sẽ được có trong đây các bạn. Nhưng mà nhìn chung các bạn vẫn có thể nghiền đá ra và gọi là rèn lại mấy cái cục đá mà đúng set đồ á. Thì nói chung kiểu gì thì cũng lời thôi. Thì các bạn hãy đón chờ cái Advent Side Story kỳ này. Rồi tin ngoài lời là Arena mùa Resolution sẽ đóng lại Arena thường thôi các bạn. Thì vào khoảng chừng tháng 5 tháng 5 thì sẽ đóng cái mùa Arena. Cho nên những bạn nào mà muốn lấy khung rồi quan tâm đến Arena, Leo Legend các kiểu thì các bạn hãy chú ý đến khoảng thời gian này, khoảng 1 đến 2 tháng 5 là lễ 30 tháng 4 các bạn đóng Arena. Và cuối cùng là cái event của con Hucci này, shop Hucci. Thì những bạn nào mà có nhiều Skystone á thì các bạn có thể tận dụng, bởi vì là sẽ có giảm giá đôi chút. Có thể tận dụng mua những món như là Mystic Medal, Galaxy Bookmark để vân vân các thứ. Nhưng mà những bạn nào mà có ít Skystone thì hãy nên skip con Hucci này đi các bạn, bởi vì dù sao thì giá nó cũng khá cao. Trong khi Skystone là một cái món hàng khá là quan trọng để mình summon đúng không? Thì đó, nói chung là giàu thì mua, thì có thể mua được, còn nếu mà thiếu quá thì thôi bỏ qua. Rồi và đó cũng chính là đợt cập nhật vào ngày 14 tháng 4 sắp tới. Các bạn sẽ có một đợt bảo trì, và sau khi bảo trì thì các bạn có thể vô và summon Moonlight. Và hy vọng là các bạn có thể có được những hero 4 năm sao Moonlight mạnh. Rồi thì mình cũng xin kết thúc clip này tại đây, và hẹn gặp lại các bạn trong những clip kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye.